Không. Ăn một miếng ngô đi. Không. Đi à? Ăn ngô. Ăn miếng ngô với cả ăn được. Ăn được. Bây giờ cắt ra được sao? Được, chúng ta được nhiều hết. Đó là nhiều quá. Cái này đều là do tay hết nhỉ? Ừ. Chả thấy giò lụt đâu rồi. Chiều nhắn dưa nhé. Ừ. Dưa rồi nó chỉ múc ra cho vào quay thôi chứ nó cứng hết rồi này. Nhưng mà dưa phải đóng kiểu để ngon mà. Ừ. Đây là mẹ dưa muối chua đây trong dầu này. Để tôi sôi một tí nước nhưng mà để cho bát đá thì nó không bị sao ấy. Còn một đĩa mình để ra cửa ngoài thì nó đi nó mốc mà. Không đưa được cho bôi lấu thì mình nó không có mất đi rồi đúng không? Ừ. Đấy là cái mình bày ngoài bát thờ ấy. Còn cái này mình bày ngoài thì mới cho một ăn đá gì nữa. Đúng không? Ừ. Mà giò này ăn ngon nhỉ? Rau nó rẻ thì mình mua về ăn, rau nó đắt thì mình lại ăn ít. Ừ.